karaoke. Thứ nhất là vừa nghe nhạc chuyên nghiệp, vừa hát karaoke gia đình chuyên nghiệp. Thứ hai để set up được luôn cả nghe nhạc và hát trong phòng trà, phòng cà phê với không gian mở, thì bên em đã ghép cho anh một bộ combo như sau. Trước tiên là một chiếc Martin Bass 40 dạng xúc hầm để đổ ánh vào không gian rộng cho nó có uy lực. Thứ hai nữa là ghép cho anh một đôi Kenwood dòng loa cây để mang hơi uống cổ điển nhưng nghe nhạc này rất là chất. Thứ ba nữa là một chiếc âm ly liền vang Pioneer, thương hiệu rất là nổi tiếng, mã là PA602. Thứ tư là một chiếc mic Shure UGX925 mã. Thì đây em đang lên cấu hình và test kiểm tra chất lượng để gửi cho anh. Em trước khi test em đã có thông qua với anh và anh rất ưng ý về bộ combo này với cái giá thành phải chăng, với phân khúc tầm trung mà chất lượng thì lại tuyệt vời, rất là trên cao, chất lượng lơ lửng trên cao mà giá lại sát mặt đất. Vâng, sau đây em xin mời anh thưởng thức trên một nhạc nền để anh thẩm định chất lượng của bộ combo đã. Không dây này và nghe nhạc MV3 qua thẻ nhớ này và một vài tính năng nữa, thì em sẽ để cho anh tìm hiểu. Em sẽ để một cái dấu sấm bí ẩn vào đấy để cho anh về anh khám phá tìm hiểu khi anh đã trải nghiệm thực tế. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xinh tím còn tóc búi vai, mấy lúc xung pha ngoài chợt luyến, ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn khuất sau đồi. Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân tím chiều hoang biển biệt, một chiều hành quân được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Mấy phút không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ, để không chết người trái khói lửa mà chết người em nhỏ họ phương tuổi xuân thì. Và như vậy là cũng anh đã nghe được một đoạn karaoke rồi, anh đã biết được cái chất lượng như bộ combo này nó như thế nào rồi anh ạ.